Chào mừng quý anh chị trở lại với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Thì hôm nay chủ yếu là mình sẽ làm một cái video ngắn để mình tập trung vào những cái phần quan trọng của phiên giao dịch ngày hôm nay. Bởi vì cũng có rất nhiều câu hỏi là mình đã mua được cổ phiếu hay chưa và thị trường những nhịp này họ phục với thanh khoản thấp có liệu là những cái nhịp bull trap của thị trường hay không. Và rất là nhiều anh chị từ đầu tư cơ sở mình rơi vào những cái khoản lỗ mà mình muốn gỡ lỗ rất là nhanh thì mình chuyển sang đầu tư phái sinh và không ngờ là bên những cái À, kênh đầu tư như là phát sinh thì nó lại khiến mình lỗ nặng hơn thậm chí là cháy cháy tài khoản thì nếu như mà anh chị đã rơi vào những cái tình trạng em vừa chia sẻ thì có thể bình luận ở dưới cái video để mà em có thể là biết được là cái tình trạng đa số nhà đầu tư hiện tại tâm lý như thế nào ha và anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như là cho em một cái nút like để mà cập nhật được những cái thông tin từ em rồi đầu tiên mình sẽ đi qua về tổng quan của phiên giao dịch ngày hôm nay đó là phiên 11 tháng 5 2022 thì đa số là các mã xanh chỉ mua thấy hơn so với những mã giảm ha. 294 mã giảm à 294 mã tăng và 1 phần 3 là mã giảm và hôm nay lại là có một cái sự là phân hóa rất là rõ ràng bởi những cái nhóm như là VN30 bởi vì kéo phục vụ cái chỉ số phát sinh và ngoài ra là một số nhóm của Benny ví dụ như là SBC, Rod thì cũng bật tăng rất là tốt, đặc biệt là những cái nhóm bất động sản thì tí nữa mình sẽ nói sâu hơn về những cái nhóm đó. Về chiều hướng của nước ngoài thì hôm nay là họ bán gần 100 tỷ và chủ yếu là các cổ phiếu như là Vinamilk, tức xanh và một vài cái chỉ số chứng chỉ quỹ. Bên cạnh đó là họ mua đạm phú Mỹ, DGC, CTG, Vinhome và họ bán ra Masan, PLX. Và hôm nay các cổ phiếu tác động đến mạnh đến thị trường ngày hôm nay là có các cổ phiếu như là CTG, VCM, FPT, Vinhome, EIB, ACB, RE, DIG. Và đặc biệt là cái cổ phiếu CTG là cái và cái cổ phiếu RE là hai cái cổ phiếu mà khá là quan trọng trong phiên ngày hôm nay. Đó, là vì khi mà đầu phiên các cổ phiếu này đặc biệt là CTG nó đã kéo mạnh trong phiên và khiến thị trường có những cái sự tăng điểm khá là tốt. Và ngoài ra là cái cổ phiếu RE vào phiên ATC kéo rất là mạnh và đóng trần cao nhất phiên ngày hôm nay. Bên chiều hướng giảm là có các cổ phiếu trụ như là Masan, Vinamilk, HPG. Thì trong phiên thị trường của của mình có những nhịp nhún để mà phục vụ cái chỉ số phát sinh và lo những cái cổ phiếu trụ như là BVH, VJC, BLX, HPG, Masan, Vinamilk để mà đè chỉ số xuống nhưng mà tới tầm phiên chiều thì thị trường bắt đầu cương bằng hơn và các cổ phiếu trụ bên chiều giảm thì nó sẽ ngưng lại cái đà bán và kéo những cái cổ phiếu như là CTG, BCM, FPT. Về những cái nhóm ngành ngày hôm nay là có những cái nhóm như là công nghệ nè, các dịch vụ hạ tầng, đầu tư công và công nghiệp là những cái nhóm mà có cái chỉ số tăng điểm khá là tốt trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Về tình hình các chỉ số chứng khoán khác trên thế giới 11 tháng 5 đó là các chỉ số chứng khoán của Mỹ thì nó vẫn đang trong một quá trình tích lũy đi ngang không có những gì biến động mạnh chiều hướng của chứng khoán châu Á thì khá là tích cực hơn à, vẫn có những cái sắc xanh và mạnh nhất là gì mạnh nhất bữa giờ em để ý là các chỉ số như là thượng hải nè bên trung quốc thì cái tình hình kinh tế của họ cũng đang ổn định hơn về những dòng chảy luân chuyển tiền tệ bên chứng khoán châu âu thì cũng à, ổn định hơn so với những giai đoạn kế trước như là đức nè tăng 184.95 điểm hay là anh tăng 75.58 điểm về các chỉ số hàng hóa thì đa số là chìm trong một cái sắc xanh như là vàng tăng 9.6 đô hay là dầu thô tăng 4 đô. Thì giai đoạn gần đây là những cái giá dầu tăng rất là mạnh bởi vì Nga đang bị uh, siết lại cái 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 dòng chảy từ Ukraine để mà Nga dựng chuyển các sản lượng dầu của mình qua các uh, qua các thị trường như là EU thì phải thông qua Ukraine mà hiện tại gì cái khu vực trung gian đó đang bị siết chặt lại, đang bị cấm vận chuyển nên là nó cũng chỉ chạy một phần 3 cái sản lượng dầu khi mà chuyển qua các nước EU thành ra là dẫn đến những cái chỉ số như là hợp đồng dầu thô, Brent hay là WTI của uh, trên thế giới cũng bật tăng rất là tốt và em nghĩ là cái tình trạng lỗ nặng fashion thì cũng rất là nhiều người đang trải qua thì uh, nói về cái phiên dịch ngày hôm nay á, mình xem về cái biểu đồ của VN30 trong biểu đồ 5 phút thì ngay buổi sáng là có một cái lệnh sọt ra bởi vì đa số là hôm qua là có rất là nhiều nhà đầu tư để hợp đồng à, long qua đêm thì à, sáng nay mở ra thì nó lại sọt để cho tạo một cái tâm lý nhà đầu tư sẽ có xu hướng là chuyển long sang sọt nhưng mà sau đó sẽ kéo giả lên một vài phiên tới tầm 10 giờ rưỡi 11 giờ thì thị trường bắt đầu rơi mạnh từ cái vùng 1340 giảm xuống quanh 1325 327 thì đa số những nhà đầu tư ở đây nè họ nghĩ là thị trường kéo lên nhịp hai là long mạnh về cái vùng 1360 nhưng đa số là các cổ phiếu trong rổ VN30 được dùng để mà kéo chỉ số xuống và khi mà thị trường rơi từ 1340 rơi về 1325 26 ở đây thì rất là nhiều hợp đồng bị lỗ rất là nặng nên là đa số nhà đầu tư lúc này sẽ như thế nào một là họ sẽ rút ra và chứng kiến thị trường tăng mạnh hai là gì họ thấy thị trường đang giảm mạnh và sẽ có những nhịp kỳ vọng là giảm 40 60 hay là 80 điểm nữa thì họ sẽ chuyển từ lon ở đây mà họ sang sót và từ đó là họ sẽ lỗ hai đầu đó là những cái mà em nghĩ là anh chị đang đầu tư phát sinh thì cũng trải qua rất nhiều nên là cái thị trường tài chính ấy, nó không không phải là dễ kiếm tiền và đặc biệt là trong cái tình trạng là gì à, mình đang thu lỗ thì mình sẽ có xu hướng là mình muốn à, tìm lại những cái khoản lợi nhuận để mà bù những khoản lỗ thì cái tâm lý đó là một trong những cái tâm lý mà đa số là sẽ khiến nhà đầu tư à, dễ dễ lỗ nặng hơn ha dễ, dễ lỗ nặng hơn thì nếu như mà anh chị đang đầu tư phát sinh thì mình cần nên À, giữ cho giữ cho mình một cái tâm lý để mà mình có thể đi lệnh nó an toàn hơn và nếu như mà mình thấy chưa hợp chưa đủ kinh nghiệm với thị trường phái sinh thì có thể là à, mình tạm thời là gì mình khoan tham gia với phái sinh và mình chuyển hướng về cơ sở mình sẽ chuyển hướng là thiên hướng là đầu tư về những cái mã cổ phiếu mà à, có những cái giá trị cơ bản và nền tảng cũng như là cái cái nhóm ngành đó sẽ được hưởng lợi trong cái tình hình vĩ mô trong tương lai và hành động tối ưu hiện tại như thế nào thứ nhất là đối với những anh chị đang cầm cổ phiếu và những anh chị đang cầm tiền thì đối với những anh chị đang cầm cổ phiếu ấy, thì mình sẽ phụ thuộc vào những cái nhóm ngành mà cổ phiếu và giá mua cũng như là tỷ trọng còn đối với những anh chị đang cầm tiền thì mình phải chờ thị trường cân bằng để có thể giải ngân với một cái số lượng lớn và thứ hai là gì mình sẽ chờ một cái phiên bùng nổ khối lượng của cổ phiếu cũng như là thị trường chung và nếu như mà bây giờ mình muốn tham gia thì mình phải tham gia với cái tỷ trọng vừa phải không tham gia những cái lúc này với cái tỷ trọng là full machine bởi vì cái độ rủi ro của nó rất là cao và khi mình tham gia mình cũng phải lựa chọn những nhóm ngành cơ bản như là gì như là bảo hiểm hay là cảng biển nè hay là thủy sản nè còn những cái nhóm ngành mà mang tính đầu cơ thì em nghĩ là sẽ có một cái thời gian tích lũy rất là lâu trước khi bắt đầu những cái cơn sóng mới và liệu đã tới giai đoạn mà mình mua cổ phiếu hay chưa thì trong phiên giao dịch em cũng có để ý một mã à, có thể là mình sẽ giải ngân thăm dò nhưng mà sau khi xem xét là thị trường của mình đó, nó vẫn chưa cân bằng thì em cũng có chia sẻ là tạm thời mình sẽ chưa tham gia bởi vì nó chưa đủ an toàn nên có tín hiệu sẽ nhắn à, hệ thống group khách hàng của mình sau. thì nếu như mà anh chị đang quan tâm đến thị trường cơ sở thì có thể liên hệ với em với số điện thoại zalo để mà em có thể đồng hành với anh chị ha. rồi tình hình của thị trường Index hiện tại sẽ như thế nào? rồi, rồi bây giờ mình sẽ đi qua về cái thị trường của phiên giao dịch ngày hôm nay. về thị trường phiên dịch ngày hôm nay thì bật tăng cũng khá là ổn định và đặc biệt là các cổ phiếu trong rổ Vn30 được kéo lên và xu hướng kế tiếp của thị trường là sẽ về cái vùng bao nhiêu về cái vùng 1330 để mà lắp cái gap ở trên đây đó là một trong những cái gap mà khả năng là 80% sẽ lắp và nếu như mà thị trường với những cái thanh khoản thấp như thế này thì đa số là kiệt cung và kiệt cầu à, kiệt cung và kiệt cầu thì thị trường nó sẽ dễ dần bò lên và đặc biệt là sẽ dùng những cái cổ phiếu trụ trong rổ Vn30 bởi vì khi giảm thì thường em để ý là sẽ đạp những cái cổ phiếu trụ như là Masan kéo chỉ số xuống rất là sâu ha Masan MWG đây thì MWG là có cái khoảng gap ở đây để mà cái hôm đạp thị trường á, là các tổ chức họ dùng cái cổ phiếu MWG và đạp thị trường gãy rất là sâu còn nếu như mà muốn kéo thị trường thì sẽ kéo những cái cổ phiếu này đồng thời là lắp những cái gap của các cổ phiếu này luôn thì đó là một trong những cái kịch bản khá là tích cực đối với thị trường hiện tại thì thị trường sẽ tìm về cái vùng 1330 ở đây để mà lắp cái gáp thì giờ đó là một trong những cái mà mình cần nên Quan tâm. Nếu như anh chị nào mà mình đang bắt đáy từ những cái phiên ngày 10 tháng 5 hay là 12 11 tháng 5 thì hàng về thì có thể là mình nâng chặn lãi, tránh những cái nhịp mà thị trường quay về test lại cái đáy một lần nữa thì anh chị sẽ mất đi những cái khoản lãi của mình. Còn nếu như mà anh chị xác định là mình đầu tư giá trị thì anh chị có thể rơm theo chiến lược là mình rải đinh, mình mua 10%, 20% và đặc biệt là những cái nhịp mà thị trường chỉnh mạnh đó, thì có thể là mình giải ngân trong cái đợt đó là 30 đến 40% và mình phải kiên quyết là gì? À, kiên quyết là mình sẽ lựa chọn những cái nhóm ngành mà được hưởng lợi, ví dụ như là khi mà Trung Quốc lockdown thì những cái nhóm ngành như là vận tải vận tải biển nè, xuất nhập khẩu là là một trong những cái nhóm mà được hưởng lợi thì có thể là mình cân nhắc giải ngân với những cái nhóm đó. Tuy nhiên là vẫn sẽ tùy thuộc vào những cái mã cổ phiếu nó có những cái điểm mua an toàn. Rồi thì bây giờ sẽ tới cái phần là trả lời các câu hỏi. Thì anh chị có thể là bình luận dưới cái phần video YouTube hoặc là vào cái room cộng đồng em để dưới đường link mô tả hoặc là mình có thể liên hệ trực tiếp ha. GVR giá 39 phiên mai trung bình giá được hay không em? Nếu như mà mình xác định trung bình giá thì mình sẽ cầm cho mỗi khoảng thời gian là từ 3 đến 4 tháng. Và những nhịp mà thị trường rung lắc hay là cổ phiếu giảm đỏ thì có thể là mình tham gia trung bình giá. Và mình sẽ xác định là gì? À, những cái cổ phiếu này mặc dù cơ bản nó tốt nhưng thị trường trung chỉnh thì mình cũng phải tốn thời gian và sẽ đi theo nó xử lý những cái vùng mà cổ phiếu nó vận động. Bởi vì nếu như mà mình đang lỗ tầm 40% 50% thì cái cơ hội mà mình về bờ thì cái tỷ lệ mình lãi phải rất là cao. Ví dụ như anh chị lỗ 50% thì phải cần 100% lãi thì mình mới về được bờ. Nên là thay vào mà mình cắt cái cổ phiếu này thì mình có thể là mình xử lý, mình điều cái giá cổ phiếu xuống để mà có thể là gì? Mình uh, sớm về bờ hơn. Và tuy nhiên là cái cách trung bình giá thì nó cũng khá là rủi ro và mình sẽ lựa chọn những cái doanh nghiệp cơ bản, doanh nghiệp mà nó làm ăn giá trị thật và ban lãnh đạo của họ tốt thì có thể là mình sử dụng cái chiến lược này. Còn đối với một số cái cổ phiếu mà mang tính đầu cơ như là FLC, ROD2, AMD thì cái độ rủi ro của nó cao hơn, thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái gì khẩu vị đầu tư của mình. Mà IG, mà IG hiện tại đang quanh cái vùng kháng cự, mà IG thì nhìn chung là nó cũng khỏe hơn so với thị trường. Nhưng mà nếu như cái vùng này mà nó không break được thì ở đây sẽ tạo cái mô hình hai đỉnh ở đây và sẽ chỉnh về cái vùng dưới đây ha. Nên là mình sẽ nâng chặn lại ngay cái vùng 28 ở đây. Thủng cái vùng này thì có thể là mình cân nhắc mình chốt. À, bởi vì những cái vùng mà ở đây nè dao động ở ngay vùng đỉnh khối lượng rất là lớn, thì mình không biết được là gì, không biết là tổ chức bán hay mua. Ví dụ như con AFM. Đây, dao động một vùng đỉnh khối lượng rất là lớn. Sau đó là sập luôn ha. Đây là những cái cục kiểu này mình cũng phải cho mình một cái mức giá chặn lại tránh uh, mà mình từ đang lãi, Mình chuyển sang lỗ ha. BVS Vix get. BVS thì hiện tại tăng cũng khá là ổn theo giá dầu thế giới và ở đây nó đang giống tạo cái mô hình hai đáy ha, hai đáy ngắn. Thì target trước nó cái tiếp của nó sẽ về cái vùng bao nhiêu vùng 29 này là một trong những cái kháng cự mạnh còn hiện tại nó sẽ lên xin có thể là lên xuống một vài phiên và sẽ tìm về cái kháng cự quan trọng là thị trường chung của mình ổn định thì các cổ phiếu này sẽ tìm về cái kháng cự nhanh hơn hay là chậm hơn thôi còn GAG thì doanh nghiệp này là doanh nghiệp thiên về mảng năng lượng thì em nghĩ là năng lượng trong năm 2022 cũng khá là tốt bởi vì chủ trương của mình là đang đẩy mạnh xuất nhập khẩu hoạt động sản xuất thì nhóm năng lượng là một trong những cái nhóm mà cần thiết để mà các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra nên là GAG thì em nghĩ là vẫn ok và đang cũng tạo một cái hình hai đáy ngắn và cái vùng kháng cự mạnh của nó là vùng giá 23 thì tới đây sẽ gặp những cái áp lực bán thì mình phải quan sát những cái vùng như thế này xem những cái lực bán có mạnh hay không và mình sẽ xử lý tiếp đặc biệt là khối lượng ngay cạn dần ở à, ngày càng cạn dần thì lượng cung cũng cũng ít đi và lượng cầu cũng ít đi thì cổ phiếu nó sẽ lên chậm hơn nhưng mà nó sẽ bền vững hơn ha VIX thì nó đi theo dòng chứng khoán mà hiện tại cái kết quả kinh doanh của quý 2, quý 3 của các công ty chứng khoán thì nó sẽ không đạt kỳ vọng như năm 2020, 2021 thì hiện tại là nếu như mà lỗ nặng thì có thể là gì? Mình canh những cái vùng cân bằng mình chấp nhận rủi ro, mình chung mình giá còn không thì mình chờ hồi được bao nhiêu thì mình chấp nhận cái khoản lỗ mà mình có thể mình ra và mình sẽ không tham gia lại với cái nhóm chứng khoán trong thời gian uh, tầm 1 đến 2 tuần nữa SHS, FBS, ETA, GEX RSS, FPS là hai cổ phiếu chứng khoán mà hiện tại là như thế nào? Nó vẫn đang giảm. Ví dụ như mà chị lỗ uh, quá sâu thì chị có thể liên hệ trực tiếp em để mà em follow mà xử lý cái hướng lỗ của mình. Còn hiện tại là nếu mà mình cắt một những cái khoản lỗ 30 50% á, thì em nghĩ là nó sẽ không hay và mình sẽ uh, thường á, uh, khi mình cắt ra cái cổ phiếu sẽ có những nhịp bật tăng lại. Và khi cổ phiếu bật tăng lại thì anh chị sẽ không dám tham gia lại những cái cổ phiếu đó. ETA và GEX, ETA thì nó sẽ khá là sáng hơn trong cái danh mục mà chị vừa đưa ra thì nó tiên ứng về bất động sản của công nghiệp thì cái dòng này nó sẽ à, tồn tại lâu hơn và nó thường á những cái khó ngoại họ đổ tiền vào Việt Nam thì họ sẽ ký những cái hợp đồng tầm 50 đến 60 năm nên là dư địa của dòng bất động sản của công nghiệp mình có thể mình giữ được còn những cái nhóm còn lại thì nó sẽ phân hóa hơn và thời gian cầm sẽ lâu hơn và đối với ETA nó cũng đang tạo mô hình hai đáy nhưng mà cái đáy sau nó thấp hơn cái đáy trước thì nó sẽ không ưu tiên và không khỏe bằng à, hiện tại là đang quanh 11 thì mình kỳ vọng giữ quanh 11 thì sẽ ok còn nếu như mà nó thủng cái vùng 11 thì có thể là mình hạ ra nha cộng cái vùng 11 thì mình có thể hạ ra. Kênh xu hướng của nó thì cũng không được đẹp cho lắm. Thì nó sẽ tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa trước khi bắt đầu những cái cơn sóng mới. FRT mua mới được hay không? Thì những cái nhóm cổ phiếu như là bán lẻ công nghệ thì nó đang ảnh hưởng. Bởi vì các chỉ số, các mã cổ phiếu của bên Mỹ chứng khoán, bản công nghệ bán lẻ thì nó không được khả quan. bởi cái tình hình là mình sống chung với Covid rồi. Thì cái cái sản lượng mà nhà đầu tư á, shopping online nó sẽ thấp thì cái, cái kết quả doanh thu của những cái nhóm này nó sẽ không đạt kỳ vọng. Còn đối với FRT thì cái vùng Hiện tại là cái vùng hỗ trợ 1, 126 thì nó cũng tạm thôi ha, nó tạm tin tưởng được và cái vùng hỗ trợ cứng của nó là em nghĩ là tầm 118, 116, 118 ở đây. Thì nếu mà mình đầu tư á, thì mình có thể là mình mua rải đinh ở những cái vùng này. Nhưng mà giá của cái cổ phiếu này cũng rất là cao rồi, từ tháng 9 2021 là giá 43, mà hiện tại tăng gấp 3 lần. Thì những cái cổ phiếu này mình không nên tham gia với tỷ trọng lớn và mình sẽ hạn chế ha. Giống như nhiều cái cổ phiếu nó sẽ tạo cái mô hình là vai, đậu, vai ngược sau đó là rơi ví dụ như dòng chứng khoán đây vai đầu, vai ngược rơi đây là những cái cổ phiếu mà tăng nóng rồi thì mình sẽ không ưu tiên mình tham gia hạn chế tham gia như những cổ phiếu này trừ khi nó sẽ có một cái biên tích lũy thêm một thời gian thì có thể mình sẽ tham gia sau còn nếu không thì cái cổ phiếu này sẽ hòn được một vài phiên sau đó lại cắm đầu ha BVH còn cầm được không? BVH hiện tại khá là, em thấy là khá là ổn bởi vì hôm nay đa số là dùng điều tiết chỉ số chung. Mà hiện tại cái vùng nền của BVH là cái vùng giá 57, 58 đây là một cái vùng khá là cứng rồi. thì tới đây thì khả năng là sẽ tích lũy, tích lũy một vài phiên sau đó bật tăng lên thôi. những cái vùng này khả năng mà thủng sẽ rất là khó bởi vì cái cổ phiếu này tích lũy từ đầu năm 2021 đến hiện tại. thì đây là một trong những cái vùng giá mà hỗ trợ khá là cứng của cổ phiếu rồi. thì có thể là mình nắm giữ được. À, mình nắm giữ được thì nó cũng không quá xấu đâu bởi vì khi thị trường chỉnh mà nhiều cổ phiếu rơi tầm 30 50 mà BVH rơi từ đỉnh thì nó cũng sẽ không có quá không quá nhiều ha tầm 15 là một trong những cái cổ phiếu khỏe hơn với thị trường chung thì có thể là mình cân nhắc mình giữ được mình chờ cân bằng BCG múc tới cộng ha BCG thì <laughs> hiện tại cái nền nó không có và nó đang trên bên quá đang về cái vùng kháng cự rồi không nên múc tới cộng ha bởi vì mua T1 T2 lại T3 có thể là cắm đầu về đây test thêm một cái đáy nữa biên của nó khá là lỏng ha thì mình không tham gia với những cái cổ phiếu này. Và cái lượng kẹp ở trên đây còn rất là nhiều nè. Lên một chút là sẽ có những cái lượng nhà đầu tư bán ra thì không mua những cái cổ phiếu này thì nó sẽ an toàn hơn. VMI. VMI thì liên quan đến nhóm bảo hiểm mà nếu như mình nhóm bảo hiểm tăng á thì bảo minh nó cũng sẽ tăng thôi. Thì đây là một trong những cái vùng giá mà khá là à, hấp dẫn của cái cổ phiếu này rồi. Về cái vùng giá bao nhiêu? Vùng giá 34 hồi tháng 7 năm 2021 rồi thì nó sẽ uh, tích lũy thêm một vài phiên và nó em nghĩ là gì nó sẽ linh sỉnh đây đảo trên thì nếu mà mình muốn mình muốn tham gia mình tham gia những nhịp mà cái cổ phiếu đảo trên này nè thì mình tham gia nó ok hơn còn hiện tại nếu mà mình đang nắm giữ rồi thì uh, mình sẽ cân nhắc cái vùng 30 32 là cái vùng hỗ trợ không thủng 30 32 thì có thể mình giữ được nếu như mà trong cái bối cảnh là gì phép tăng lãi suất thì các doanh nghiệp bảo hiểm nó sẽ được hưởng lợi vì uh, cái vốn huy động lãi suất cũng như là cái tiền gửi cho người vay lãi suất của các ngân hàng á, thì nó sẽ tăng lên và thường các nhóm bảo hiểm nó sẽ có một khoản vay gửi cho ngân hàng từ đó nó sẽ thu được một khoản lợi nhuận khá là ổn định so với uh, những cái năm trước đó rồi thì cũng kết thúc cái video đây thì ngoài ra anh chị có thể là bình luận dưới cái phần video về mã cổ phiếu mình đang nắm giữ hoặc liên hệ trực tiếp với em ha xin chào anh chị và chúc anh chị một buổi tối tốt lành